ở quảng trường Bắc Giang và đây là sự kiện marathon cái gì nhỉ? VP Bank Marathon Bắc Giang Marathon. Một mình mặc áo có người bật quá không nhỉ? Livestream vậy. Quay video nhưng nói chuyện như livestream. Đúng rồi, quay video nhưng nói chuyện như livestream nữa. Và cuối quay cơ di chuyển gần đây. Đây là em Hiền. Cuối trong tài và cuối quay cơ. Trời đang là mấy độ nhỉ cả nhà? Hôm nay chắc khoảng độ... Bây giờ là 11 độ. 11 độ à? Thế không thấy lạnh mấy? Quay điện thoại, 9 độ. Bây giờ đang là 9 độ. Huyện Lục Ngạn nhá, nhưng mà Bắc Giang thì chắc là 10 độ nhá. Đường chạy. Đường chạy start. Nam đang ở đâu hả Nam? Đâu rồi, chú không rồi. Biết luôn. Hôm nay Nam dậy từ mấy giờ? Em dậy từ 4 giờ, đi lúc 4 giờ 20 và xuống chỗ lúc 4 giờ. Vâng, vâng. A few moments later. One hour later.